Thanh Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Hôm nay trong à, tập 445, xin gửi đến quý vị chủ đề nghe rất là giật gân nhau quý vị. Thanh Việt phóng sự quay xe. Người tính không bằng trời tính. Trước khi bắt đầu chương trình, Thanh Việt xin à, được à, kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an thưa quý vị cái danh từ quay xe đó quý vị hiện nay đang là một cái danh từ khá là tịnh hành trên mạng xã hội áp dụng vào câu chuyện của ông cụ gia đình ông cụ và ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều cuộc quay xe mà thân việt gọi đùa là bbtt à, biến bạn thành thù quý vị bbtt biến bạn thành thù câu chuyện ngày hôm nay chúng ta đọc trên cái tự đề của chương trình việc phóng sự quay xe vậy thì nên việt phóng sự có thực sự là quay xe hay không và người nào tính câu chuyện gì lại không được như là trời tính tân việt xin mời quý vị cùng lắng nghe và nếu quý vị cảm thấy thích cái chủ đề ngày hôm nay thì quý vị xin để lại lời bình luận cũng như là bấm nút like để cho chương trình được lan tỏa chia sẻ những cái uh, xí sọ của thân Việt đối với à, à, cộng đồng mạng đầu tiên đó quý vị cái câu hỏi mà phải gọi là hỏi mệt cái ốc câu hỏi nào lại mệt cái ốc như vậy thì à, thưa quý vị trước khi mà nói về câu hỏi mệt cái ốc đó đó quý vị thì nó có một cái câu hỏi mà mệt cái uh, cái tai mệt cái tai là vì sao quý vị là vì ngày hôm qua đó thật sự đó Thân Việt uh, nhận được một số cái lời bình luận uh, riêng cho gửi cho thân Việt với cái những cái sự lo ngại với cái bài viết 444 tại vì uh, nếu mà quý vị theo dõi mạng xã hội quý vị sẽ thấy rất là rõ một cái sự phân chia rõ rệt. nhưng quý vị nhóm uh, phản biện uh, hận thù thì gọi là dùng hết tất cả mọi cái mụn nhọt mọi cái chất thải cá nhân của gia đình ủng cụ để có thể bêu được thì bêu mà không bêu được thì cũng phải tìm để bêu nhóm uh, từng ủng hộ đó quý vị thì họ cũng có một cái uh, ranh giới rất là rõ rệt uh, ngoại trừ trong thời điểm gần đây thì cái nhóm ủng hộ đó nó cũng đã được uh, chia ra làm nhiều cái nhóm nhỏ khác nhau gây ra một cái sự hỗn loạn trên mạng xã hội, không những người làm chương trình mạng xã hội mà còn có những người lắng nghe và có những quý anh, quý chị à, không làm mạng xã hội nhưng họ đã trực tiếp gắn liền với à, câu chuyện à, ủng hộ cho gia đình ông cụ. thì à, thưa quý vị ngày hôm qua nhân quý vị trên việc à, nhận được những cái à, à, lời lo ngại là không biết thân Việt sẽ bị một số quý anh chị từ cả hai nhóm họ sẽ uh, uh, tự hỏi rằng không biết thân Việt có um, cả khi thân Việt có uh, uh, nói uh, khẩy gì đối với họ hay không thì uh, thật sự đó quý vị trong các cả chương trình của thân Việt uh, chia sẻ với quý vị hoàn toàn chưa bao giờ nhắc tên của bất cứ một quý anh chị nào đơn giản cái triết lý đơn giản đó quý vị thân việt luôn luôn dành cho tất cả quý anh chị dù ở nhóm phản biện hận thù hay là nhóm từng ủng hộ những cái à, tự tôn trọng tự tôn trọng giữa con người với con người Nhân quý vị tự tôn trọng giữa con người và con người à, thân việt có quyền nói thì thân việt cũng sẽ tôn trọng những lời nói của những quý anh chị dù họ đi một con đường khác nhau Ngày hôm qua thân vị cũng có trình bày cái uh, sự thích hợp về cái triết lý sống của ông cụ 91 tuổi với xã hội hiện nay và với con người hiện nay. Mà thân vị uh, cho rằng cái triết lý sống đó của ông cụ hình như là nó có yếu tố không được thích hợp cho lắm. Nhưng quý vị, tại sao mà không thích hợp thì uh, thân vị sẽ có một cái bài nói rõ hơn sâu hơn. Nhưng uh, nếu quý anh chị ngồi ngẫm nghĩ lại những điều ông cụ nói, những điều ông cụ làm, thì quý vị sẽ thấy rõ được cái sự khác biệt giữa những người ở cái thế hệ trước chúng ta rất nhiều và ở cái cuộc sống hiện tại. Nó gần như đó quý vị, nó có một cái uh, cái gì đó. Ông cụ thì uh, muốn đi con đường thẳng, nhưng quý vị muốn đi con đường thẳng. Nhưng trong xã hội hiện tại, nếu uh, quý vị bước ra ngoài đời, quý vị đi làm, quý vị uh, tự mở, cho dù là những gánh hàng rong, uh, những uh, uh, cái uh, tiệm lớn, tiệm nhỏ, chúng ta đều có những cái kinh nghiệm trong cuộc sống uh, phải không quý vị? chắc chắn chắc chắn quý vị sẽ có những cái kinh nghiệm cuộc sống, uh, những kinh nghiệm cuộc sống đó, thanh việt nghĩ rằng uh, ông cụ và những người sống chung quanh ông cụ đã không thể hiện được cái uh, kinh nghiệm cuộc sống như vậy nhưng quý vị nếu mà ông cụ uh, chỉ đạo các cái người xung quanh ông cụ uh, thực hiện một vài điều nhưng quý vị để bước đi những cái sự ghen tị hiềm khích không đáng thì có lẽ ngày hôm nay ông cụ đã không rơi vào cái trường hợp như vậy tuy nhiên uh, cái sự suy nghĩ của ông cụ, cái triết lý sống của ông cụ cũng là một điều đáng kinh. Tuy nhiên, để tồn tại, để có thể uh, được uh, bình an, thì có lẽ sẽ có phải có nhiều cái sự thay đổi trong uh, lối suy nghĩ cũng như là cái việc uh, uh, hành xử với những người xung quanh. Tại vì trong cuộc đời, đó quý vị, bước một kẻ thù. Thêm một người bạn Thì nó tốt hơn rất là nhiều Khi mà chúng ta Có một vài sự việc thân việt gọi là Chêu ngươi Những người xung quanh Nhưng quý vị Và khi mà chêu ngươi Những người xung quanh Đóng mặt mở mặt đó quý vị Thì chúng ta sẽ gặp Những cái điều Đáng tiếc Trong cuộc sống Nếu mà quý vị à, Nào Cho rằng Những gì mà thanh việt vừa mới Chia sẻ với quý vị Nó không có đúng Nó không có thực tế nói xấu thì à, quý vị à, hãy ngẫm nghĩ lại cái à, công việc hàng ngày của quý vị à, thì quý vị sẽ biết được rằng những điều mà thân việc nói à, có cái đúng của nó trong đó rất là nhiều thưa quý vị rồi bây giờ chúng ta tạm bỏ qua cái bài bốn ngày hôm qua nếu quý vị nào chưa nghe thân việc thật sự mong muốn quý vị hãy nghe bài 444 được phát vào ngày hôm qua tất cả những cái điều suy nghĩ đó đó quý vị thanh vượt muốn chia sẻ với quý vị đó là những cái suy nghĩ chủ quan cá nhân nhưng nó đều có một cái đặc điểm chung đó là không chịu ảnh hưởng à, chi phối của đồng tiền để phải uống lưỡi thanh việt có uống lưỡi uống rất là nhiều để làm gì quý vị để giữ từng chữ nó không bị đụng chạm nhưng không phải là có sự ảnh hưởng của đồng tiền mà đó là vì thân việc hãnh diện mình là người việt mình sống và làm việc tại việt nam mình hiểu được cuộc sống mình hiểu được cái giá trị của tiếng việt và mình tự hào với những cái giá trị đó nhóm phản biện hận thù nhân quý vị đã có một cái câu hỏi được đặt ra cho tất cả những quý anh chị em đang bảo vệ đang có những cái tiếng nói hay cho gia đình ông cụ câu hỏi đó là gì câu hỏi được đặt ra là một ngày nào đó rồi có một ngày nào đó gia đình ông cụ được chứng minh đầy đủ bằng chứng rằng họ có mối quan hệ cùng huyết thống thì lúc đó à những cái người mà đi ủng hộ những cái người mà đi bảo vệ mà theo danh từ của các quý vị của nhóm phản biện đó đối với vị là mù quáng giờ nay mà còn mù quáng bảo vệ cho cái ổ tội phạm đó. Mặc dù khi mà hỏi ra đó quý vị định nghĩa dùm cái ổ tội phạm đó là phạm tội gì thì hầu như họ quay về với cái án ba ba một mà tí nữa thanh việt sẽ có một cái chút chia sẻ với quý vị. Nhóm quý vị vì ngày hôm nay phần cuối của chương trình thanh việt cũng chia sẻ với quý vị những cái thông tin mới nhất cập nhật về chị CEO nhà ta thì thưa quý vị nếu mà câu chuyện này xảy ra à, nếu mà cái điều quan hệ cùng huyết thống nó thật sự xảy ra thì thanh việt biết được rằng có rất là nhiều mạnh thường quân chắc chắn sẽ ra đi sẽ quay xe nhưng quý vị sẽ quay xe sẽ ra đi vì à, quý vị nhớ trong một cái lần tham khảo ý kiến thăm dò ý kiến đó quý vị thanh việt có đặt ra cái câu hỏi rằng với điều gì xảy ra với đơn động cụ mà quý vị sẽ thay đổi cái tình cảm của mình 100%. Thì lúc đó, cái vấn đề đứng hạng đầu tiên mà quý vị sẽ thay đổi tình cảm đó là cái mối quan hệ cùng huyết thống nếu có. Đúng không quý vị? Còn cái việc 331 đó quý vị nó xếp hạng sau cùng. Thì đó là một cái thăm dò ý kiến với sự tham gia của tất cả những quý vị khán giả thân thương trong chương trình thực hiện phóng sự. À, điều đó cũng rất là dễ hiểu. Nhưng quý vị, vì cái điều quan hệ cùng huyết thống đối với vị, nó dựa trên cái quan điểm là đạo đức và pháp luật của bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới này. Không cần biết ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, không có một quốc gia nào cho phép và đồng ý cái việc quan hệ cùng huyết thống. Ở cái thời buổi hiện tại, cái vì không nói rằng những 80 năm, 90 năm, 100 năm về trước ở các quốc gia khác, người ta cho phép thì cái điều đó là có nhưng ở thời buổi hiện tại trong vòng mấy chục năm qua thì, chắc chắn cái việc mà quan hệ cùng huyết thống đã bị lên án và được coi là một cái án hình sự và dĩ nhiên khi mà cái sự ra đi của mạnh thường quân họ quay xe nhưng quý vị thì đó là một cái điều rất là vui sướng của cái nhóm phản biện thì ngày hôm qua Thanh vị phân tích với quý vị, nếu quý vị sâu chuỗi lại toàn bộ các cái buổi livestream của cái nhóm phản biện thần thù của quý vị, quý vị thấy một cái điểm là gì? Cái mục đích cuối cùng của họ là bêu xấu. Bêu xấu lôi ra những cái mụn nhọt, những cái chất thải cá nhân xấu xí nhất, hôi thối nhất của dân cụ. Để làm gì? Để cho các mạnh thường quân chán nản và bỏ đi. Thì lúc đó, đó là cái điểm chiến thắng của họ. Điểm chiến thắng của họ không phải là gia đình ông cụ sẽ phải thi hành án bao nhiêu năm tù. Gia đình ông cụ, ông cụ có phải đi thi hành án hay không? Hay là sẽ có hay không? Hay là sẽ không? Hay là nằm ở nhà? Điều đó họ không quan tâm. Cái họ quan tâm là sẽ không còn một ai đến với gia đình ông cụ nữa để giúp đỡ ông cụ nữa. Đó là cái mục đích sâu cùng của các cái nhóm, của các thành viên trong cái nhóm phản biện hân thục. Quý vị có thể đi tìm hiểu dễ dàng lắm quý vị. Quý vị nhìn những cái tựa đề. Không cần phải nghe. Nhưng quý vị không cần phải nghe. Chỉ cần nghe, uh, đọc những cái tựa đề của các cái buổi livestream của các thành viên trong nhóm phản biện hàng thù. Thì quý vị sẽ thấy rõ và sẽ biết ngay cái mục đích sâu cùng của họ là gì. Đối với thành viên. Đối với thành viên đối quý vị. Sẽ không có chuyện quay xe. Tại sao vậy? Tại sao Thanh Việt lại không quay xe? Không lẽ thân Việt xàm xí sọn lại dơ hai tay hai chân đồng ý với cái quan hệ cùng huyết thống hay sao? Thì thưa quý vị, câu hỏi được đặt ra và câu trả lời thì rất là đơn giản. Tại vì sao quý vị? Nếu mà quý vị đừng đến với gia đình ông cụ dựa trên vấn đề tình cảm như là các mạnh thường quân. Nhưng quý vị, đừng đến với gia đình ông cụ là những người yêu thương, mến mộ, À, gia đình ủng cụ thì chúng ta không có gì mà phải lo toan lăng tăng những câu chuyện đó tại sao vậy không phải là không lo toan lăng tăng những câu chuyện đó là chúng ta giơ tay ủng hộ cho cái quan hệ cùng huy thống đơn giản là như thế này quý vị đơn giản là như thế này vụ án ba một vừa qua có những cái điểm mà Thanh Việt gọi là oan ở đây không nói là oan sai, nhưng quý vị gọi là oan. Trong một chương trình trong tương lai, Thanh Việt sẽ giải thích tại sao mà cái điểm oan và cái điểm sai là hai điểm hoàn toàn không gặp nhau. Nhưng quý vị không gặp nhau. Hai cái định nghĩa đó hoàn toàn khác với nhau. Nhưng quý vị, oan khác và sai khác, chứ không giống nhau. Đôi khi trong xã hội người ta gọi là oan sai. Nhưng quý vị, để nói về cái câu chuyện pháp đình nó không có uh, những cái điểm đúng đắn thì người ta gọi là oan sai. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng chúng ta biết thì oan khác sai khác chứ không phải giống. Lý do mà thanh việt không quay xe đơn giản thanh việt đến với gia đình ông cụ trên cái quan điểm là đây có những cái điểm oan và thanh việt muốn nói lên những điểm oan để gia đình ông cụ nếu có phạm đó quý vị thì cái bản án phải là bản án đúng đắn nhất đúng người đúng tội không thiếu không dư không thừa quý vị không thiếu không dư oan thừa phân tích được dựa trên cái tính khoa học pháp lý của nó chứ không phải dựa trên cái tình cảm không phải là vì yêu thích những em bé đó yêu thích những cái xấu mũi kia yêu thích ông cụ thì chúng ta đi phản biện à, chúng ta đi giúp đỡ đối với thân việc thì không nhưng mà mạnh thường quân thì cần cái điều đó thưa quý vị mạnh thường quân thì cần cái tình cảm vì vậy sự ra đi của mạnh thường quân cái sự BBTT của mạnh thường quân là điều có thể xảy ra và xảy ra một cách dễ dàng nếu mà chúng ta lọt vào trong những cái bẫy được đưa ra bởi nhóm phản biện. Đúng, điều đó đã xảy ra, những quý vị, điều đó đã xảy ra chứ không phải chưa xảy ra, đã và đang xảy ra, đã và đang xảy ra. Hàng ngày chúng ta phải chịu đựng, phải nghe những cái thông tin của các quý anh chị đưa nhau, những quý vị lên trên mạng để đấu tố. Đó là những cái tin rất là buồn. Nếu xét trên cái quan điểm là họ đã đến với gia đình cụ vì mục đích gì. Đối với thân việc sự quay xe không có được áp dụng ở đây. Đơn giản là thân việc chưa bao giờ lên cái chuyến xe để yêu thương gia đình cụ. Không yêu thương, cũng không ghét. Cũng không lên chuyến xe tông thẳng vào nhà người ta lục lọi để tỏ lên cái vị trí của mình để tạo nên một cái lòng thù ở đây. Hoàn toàn không. Không thù, nhẹ nhàng, không thương yêu để bất cứ một cái gì xấu cũng cho là đẹp, hình vuông cũng cho là hình tròn, à, trái tim vàng bên tiếp liều chanh mà cứ tưởng là mình vẫn đang sống trong một cái nhung lụa, không có gì, điều đó là hoàn toàn không nhìn vào sự thật, mục đích đến, mục đích nói, mục đích làm chương trình là để phục vụ cho những cái gọi là điểm oan trong cái vụ án 331. Vì vậy, chúng ta không cần phải quan tâm là không biết chừng nào thanh việc phóng sự sẽ quay xe vì bài 444 có những cái điểm mà thực sự không biết là sàm xí sọ này có ý định quay xe hay chưa. Thì câu trả lời là chưa, là không. Là không chứ không phải là chưa nữa quý vị, là không đơn giản thôi. Vì chúng ta đã không ngồi, Thanh Việt không ngồi trên cái chuyến xe để có thể quay. Thanh Việt không đến với sự hầu, với tình yêu thương. Thanh Việt đến vì lẽ phải, vì công bằng. Một lần nữa, một số quý vị cứ cho rằng một luật sư thì phải yêu, phải thương, thì mới bảo vệ được thân chủ. Điều đó hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai nha quý vị nha. Một luật sư không cần thiết cái này thanh Việt nói không cần thiết chứ không phải là không được. Không cần thiết phải thương và phải yêu. Dựa trên cái quan điểm khoa học pháp lý để mình tìm ra những cái bằng chứng bảo vệ cái lợi ích tối đa nhất có thể một cách hợp pháp. Đó là thanh Việt vừa mới trả lời cho quý vị cái câu hỏi thanh việc phóng sự có quay xe hay không. Bây giờ thì chúng ta nói đến cái phần thứ hai, cái vế thứ hai của cái tự đề ngày hôm nay đó là người tính không bằng trời tính. cái câu chuyện người tính không bằng trời tính đó quý vị nó trở thành một cái chủ đề khá là nóng bỏng, khá nóng bỏng. lý do tại sao? quý vị có thấy là thanh việt đã nói rất là nhiều về cái danh sách người bị hại được chính thức công nhận bởi uh, Viện Kiểm sát đó quý vị. Trong cái án 331 dành cho gia đình ông cụ, thì gồm có ba nhóm người. Cơ quan điều tra Viện Đức Hòa với hai bằng chứng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An với bốn bằng chứng. Và ông TT một bằng chứng. Đó là danh sách ba người trong ý danh sách bị hại mà đối với viện kiểm sát với hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều công nhận người bị án, nhưng quý vị là sáu thành viên trong gia đình ông cụ đã gây ra cái tác hại về nhân phẩm, về danh dự cho bà, cái người bị hại này. Quý vị thấy có điểm gì đặc biệt ở trong đây quý vị? Thứ nhất, bốn trong sáu bằng chứng là về tôn giáo, hai trong 3 người bị án, người bị hại xin lỗi quý vị, người bị hại là có liên quan đến tôn giáo. Thưa quý vị nha. 4/6 bằng chứng là về tôn giáo. 4/6 bằng chứng. 2/3 gần 70% bị hại là có liên quan đến tôn giáo. Với những cái số liệu như thế này đây là cái câu trả lời cho những cái câu hỏi vẫn còn lơ tơ mơ và thắc mắc là tại sao tại sao nha quý vị một số tổ chức ở nước ngoài lại đưa cái câu chuyện của gia đình ông cụ và vào cái cuộc vận động về tôn giáo và sự đàn áp tại Việt Nam. Từ vì sao quý vị quá dễ, quá dễ Mặc dù quý vị cứ đi theo một cái con đường và trả lời Đức Glittermer là một cái nhóm người đó. Họ không có tôn giáo. Họ nói là họ không có tôn giáo. Nên làm sao mà là án tôn giáo được? Thưa quý vị, đây là một nhận định hoàn toàn sai. Sai ở cái quan điểm vì sao, thưa quý vị, chúng ta không nói theo luật pháp Việt Nam của chúng ta. Vì luật pháp Việt Nam của chúng ta, một tôn giáo, chỉ được công nhận khi nó được đăng ký hợp pháp với chính quyền, với mặt trận tổ quốc. Còn cái vấn đề mà đưa tự do tôn giáo là dựa trên pháp luật của nước Mỹ. Và vì vậy, có một cái sự trên lên, nha quý vị, trên lệ giữa đạo luật của hai quốc gia. Và từ đó nó mới dẫn đến cái câu chuyện về các cuộc vận động tự do tôn giáo tại việt nam từ mỹ một số quý vị cứ thắc mắc rằng ổ cái nước đó nó ở xa xôi như vậy thì làm sao mà nó lại can thiệp vào quốc gia của chúng ta một lần nữa đây là một sự hiểu lầm rất là trầm trọng Họ không thể nào can thiệp vào quốc gia của chúng ta. Điều đó là trái với luật quốc tế. Nhưng họ gây ảnh hưởng. Họ không can thiệp, nhưng họ gây ảnh hưởng. Quý vị có tưởng tượng, nha quý vị, quý vị có tưởng tượng một điều như thế này. Đối tác làm ăn với quý vị là một đối tác khá là quan trọng trong công cuộc làm ăn. Nhưng mà đối tác đó lại không đồng ý với cái cách mà bạn đối xử với con cái của bạn mặc dù cái điều đó nó không ảnh hưởng đến các cuộc làm ăn và họ không có quyền can thiệp vào cái cách giáo dục con cái của bạn tuy nhiên đối tác đó vì họ có một cái ảnh hưởng đối với các cái bản hợp đồng ký kết giữa bạn và cái đối tác đó họ có thể gây cái ảnh hưởng để cái bản hợp đồng đó không có hiệu lực nếu mà bạn không thay đổi cách giáo dục con cái thì chúng ta thấy được rằng họ không gây họ không cản trở họ không yêu cầu chúng ta phải quẹo trái quẹo phải trong việc giáo dục con cái tuy nhiên họ có thể gây áp lực áp lực đó tùy theo sức mạnh của bạn nếu bạn tìm được một đối tác khác thì chúng ta sẵn sàng bỏ cái đối tác này. Nhưng nếu không tìm được đối tác khác và đối tác vừa rồi lại có một cái ảnh hưởng vô cùng lớn lao với kinh tế đang được phát triển trong gia đình bạn thì chắc chắn bạn phải có những cái nhượng bộ. Đó là một cái câu chuyện nhỏ nhất để chúng ta có thể suy luận là ở quốc gia kia bên Mỹ họ có quyền can thiệp hay không? Câu trả lời là họ không can thiệp được vào nội bộ nhưng họ gây ảnh hưởng. Họ có những cái sức ép về kinh tế đối với đất nước chúng ta. Nói vậy để hiểu được tại sao mà người đại diện cho Bộ ngoại giao của Việt Nam chúng ta đã có phát biểu rằng chúng tôi cho rằng những tin tức, những tin tức của quý vị đưa ra được dựa vào những thông tin không đúng sự thật. Chúng tôi sẵn sàng có thiện chí ngồi xuống để trao đổi, để đôi bên cùng hiểu nhau. Vậy là gì quý vị? Vậy là chúng ta đã tỏ ra sự nhượng bộ vì chúng ta biết được cái sự ảnh hưởng và chúng ta sẵn sàng ngồi xuống đàm phán, trình bày cái câu chuyện từ bên chúng ta. Nói vậy để chúng ta hiểu được rằng không thể nào gào lên rằng ông không được đụng vào nội bộ của gia chúng tôi chúng tôi muốn đối xử với con cái của chúng tôi như thế nào đó là chuyện của chúng tôi đây cũng là một trong những cái điều mà nhóm phản biện hận thù đã giải thích thì đây là một cái điều sai lệch vô cùng kể Nhà quý vị nhá sai lệch rồi cái câu mà người tính không bằng trời tính đó quý vị là tại sao vì nếu cái danh sách bị hại loại mất cái số 2 và số 3, tức là ông T.T. và giáo hội Phật giáo đó quý vị. Quý vị có nghĩ rằng bản án có thể bị thay đổi hay không? Bản án hiện nay là 23 năm rưỡi. Quý vị có nghĩ rằng nếu chúng ta loại bỏ danh sách bị hại, tức là giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và ông T.T. là chỉ còn lại một người bị hại duy nhất, đó là cơ quan điều tra nguyễn Đức Hoàng. Nếu mà trường hợp này xảy ra, quý vị có nghĩ rằng cái bản án 23 năm rưỡi sẽ được thay đổi hay không? Trước khi có câu trả lời, Thanh Việt phải nói rằng, từ trước đến giờ Thanh Việt đã làm rất là nhiều bài nói về ông TT. Nói về ông TT đó quý vị là vì cái đơn tố cáo tố giác của ông ta có những cái điểm mà nó đi quá cái tầm tay quá với cái nhiệm vụ của một người có chức sắc trong tôn giáo nhưng quý vị hoàn toàn và khi mà mình ném đá người khác thì mình nhìn hãy nhìn lại chính mình cũng như là khi mà ông ta ném đá chùa ba v thì bị chùa ba v nói lại rằng hãy nhìn lại những cái câu chuyện mà ông ta đang làm về khất thực như thế nào thì tương tự như vậy. Thành vì có những cái bài bình luận về cái vị này với mục đích là quý vị hãy nhìn lại cái bàn tay của mình, lại cách của mình, lại cái nhân cách của mình. Cho rằng mình có đủ cái sự sạch sẽ để cầm cái hòn đá lên và ném người khác hay không. Một khi mình đã cầm hòn đá, ném lại, ném lên, ném xuống, ném tới, ném thẳng vào cái người mà mình ghét đó quý vị thì đôi khi như quý vị mình sẽ hưởng chọn những viên đá đó nó được bật lại thì cái điều đó cũng là một điều đáng tiếc người ta gọi là có sức chơi có sức chịu đúng không quý vị tuy nhiên một lần nữa thanh việt không bao giờ nghĩ rằng yeah. cái bạn ăn sẽ thay đổi nếu chúng ta loại bỏ người bị hại số 2 và số 3. Từ vì sao quý vị định nghĩa của 331 vẫn là người bị hại phải có yếu tố của nhà nước. Quý vị. Một trong những cái điều cơ bản căn bản nhất từ trước đến nay mà các cái bản án vụ án 331 chiếm đại đa số 90 mấy phần trăm, 97 98 phần trăm là có yếu tố lợi ích của nhà nước bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức nhà nước và các cán bộ đang làm việc trong các tổ chức cơ quan nhà nước. Giáo hội Phật giáo là một tổ chức tôn giáo dưới sự quản lý của mặt trận tổ quốc. Tuy nhiên, các thành viên trong giáo hội Phật giáo không nhất thiết phải là công nhân viên chức trực thuộc nhà nước. Đây là các quý thì kheo thì kheo ni họ không phải là công nhân viên chức của nhà nước mặc dù giáo hội phật giáo trực thuộc sự quản lý của mặt trận tổ quốc tất cả mọi hoạt động của các tư viện tự viện các tổ chức tôn giáo các hoạt động đều phải được thông qua trình bày với mặt trận tổ quốc nhưng các thành viên không cần thiết phải là công nhân viên chức. Vì vậy, giáo hội Phật giáo chỉ là một tổ chức tôn giáo chứ không phải là một tổ chức của nhà nước. Ông TT thì chúng ta khỏi cần bàn. Đây chỉ là một thành viên trong giáo hội, dù là thành viên có chức sắc hay không, cũng chỉ là một công dân bình thường. Nhân quý vị. Và như vậy thì cái người quan trọng nhất trong cái án 331 đó chính là cơ quan điều tra, huyện Đức Hòa. Với hai bằng chứng để có thể khép tội được gia đình ông cụ họ Lê. Và như vậy đó quý vị, nếu chúng ta bỏ đi cái yếu tố oan trong bản án này, thì thân việc nghĩ rằng 23 năm rưỡi dành cho 6 thành viên trong gia đình cụ họ Lê sẽ không bao giờ thay đổi. Cho dù người bị hại số 2 và số 3 đã bị loại bỏ. Tự vì, cái câu chuyện của cơ quan điều tra huyện Đức Hòa là người bị hại. Thì đúng. Có những cái sự việc xảy ra trong hai bằng chứng đó liên quan đến cơ quan nhà nước. Đó là cơ quan điều tra huyện Đức Hòa. Cái điểm mà chúng ta đấu tranh và tìm ra sự công bằng ở đây là vì án có cái sự việc oan ở đây. Nhưng quý vị, thay vì được đập lại, cái mục đích đấu tranh, cái căn bản để đấu tranh là dựa trên cái yếu tố oan trong vụ án này. Chứ không phải cái điều căn bản cho cái việc đấu tranh là dựa trên cái tình cảm, tình thương yêu hoặc là cái sự tin tưởng, cái sự tin yêu của chúng ta dành cho các thành viên từ lớn cho đến nhỏ trong gia đình ông cụ hà lê vì vậy sẽ không dễ dàng thay đổi thanh việt đã trao đổi với quý vị sự thật là sự thật oan là oan sẽ không bao giờ thay đổi theo năm tháng nhưng tình cảm có thể bị thay đổi nếu gia đình ông cụ phạm những cái lỗi mà như thanh việt trình bày quan hệ cùng huyết thống thì chúng ta sẽ thấy một số lượng rất lớn các mạnh thường quân sẽ ra đi và điều đó chúng ta không trách được họ đơn giản không một quốc gia một nền văn hóa một đạo lý nào chấp nhận được cái mối quan hệ cùng hệ thống và cái đó cũng là cái lý do mà chúng ta thấy những cái án treo những cái vị lơ lửng không có ngày kết thúc hoặc là chưa có ngày kết thúc trên đầu của những quý vị này. Đây là một cái câu chuyện những quý vị gây đến những cái sự bù lòng cho tất cả mọi người. Nói đến cái việc mà 331 rồi oan đó quý vị thì anh Việt tạm dừng cái câu chuyện của ông cụ ở đây và bước sang cái câu chuyện của chị CEO chúng ta. Trước khi bước sang câu chuyện đó, cho phép thân việc được uống một tí nước, nhưng quý vị, rồi chúng ta tiếp tục câu chuyện về chị này. À, trước khi bước sang câu chuyện đó thì thân việc cũng có cái thông báo, cho quý vị. Hôm trước quý vị có nghe thân việc nói về à, cái tin vui về ông cụ? về việc thi hành án đó quý vị nhé và thân việc nghĩ rằng cái tin vui đó cũng sẽ sắp đến trong một thời gian gần đây thôi quý vị còn nhớ là theo cái bản thông cáo đó quý vị là ngày 16 tháng 1 vừa qua nha quý vị tức là ba tuần trước đó quý vị ông cụ phải đi à, ở nhà xin lỗi quý vị phải ở nhà để cho cơ quan giám định y khoa của tỉnh Long An sẽ tới khám. Tuy nhiên à, à, vì lý do sức khỏe nên cho dù ở nhà bên cơ quan đó cũng chưa có thể khám được và chưa có thể giải quyết được vào cái hôm 16. Việc à, lấy máu, việc thử máu và cùng với những xét nghiệm khác đã được thực hiện trong tuần qua. Nhưng quý vị đối với ông cụ, anh việc xin được nhấn mạnh lại việc khám sức khỏe, việc à, lấy máu cũng đã được thực hiện trong tuần qua chứ không phải ngày 16 như là trong thông báo đã đưa và kết quả cũng tương đối là khá khả quan. cái việc mà ông cụ được à, hoãn thi hành án à, đã rất là gật. chúng ta sẽ chờ cái thông báo chính thức của bên tòa án nhân dân huyện Đức Hoàng. Bây giờ thì chúng ta sang cái câu chuyện từ câu chuyện của ông cụ họ Lê sang tới chị CEO. Quý vị có biết rằng hồi nãy chúng ta nói về cái ba ba một với ông cụ thì có một người bị hại đáng quan tâm nhất và có liên quan trực tiếp đến ba ba một đó là cơ quan điều tra Viện Đức Hòa. Còn đối với chị CEO nhà ta thì như thế nào kính thưa quý vị? cái điểm đặc biệt ở đây thanh việt đang muốn nói về cái danh sách chính thức cho quý vị chứ không cần nói cái danh sách mà không chính thức danh sách mà không chính thức đó quý vị thì chúng ta chỉ có xàm xi sọn bàn tán thôi chứ chúng ta lại không khẳng định được câu chuyện gì ở đây thì thanh việt đang muốn nói về cái danh sách chính thức được công nhận bởi cơ quan điều tra thành phố hồ chí minh nó lại hoàn toàn không có một cái yếu tố nhà nước gì ở trong đó cái danh sách này đó quý vị quý vị biết rồi Toàn bộ cái danh sách chính thức này có khoảng 9 đến 10 người bị hại. Tất cả đều là công dân bình thường, ngoại trừ một người duy nhất. Đó là ông Hiển, phó tổng biên tập tờ báo pháp luật. Người duy nhất. Còn tất cả còn lại đều là công dân. Mà cái án 331 được kêu lên cho chị CEO nhà ta thì lại dựa trên cái yếu tố là không có liên quan đến lợi ích của nhà nước. đây là cái điểm khác biệt giữa cái án bên ông cụ và bên chị CEO này. Các cái đơn tố cáo của người bị hại, nhưng quý vị, thì nó tập trung rất là nhiều vào hai cái điều vi phạm, 155 và 156 đã có những cái đơn yêu cầu xử lý chị CEO theo những cái vi phạm này. Đã có nha quý vị, nhưng tuyệt nhiên rất ít đi theo cái án ba ba một ngoài trừ ông hiển vậy thì lý do nào nha quý vị nó lại có cái câu chuyện là án ba ba một thì thưa quý vị nó có hai ba cái yếu tố mà để chúng ta phải suy ngẫm anh việt đã nói về câu chuyện này rất là nhiều và bỗng nhiên gần đây một số kênh ủng hộ cho chị CEO kia đã lấy cái ý tưởng này và mơ tưởng một ngày trong tương lai sẽ đến. Tuy nhiên, thanh việt cũng phải xin thư chuyện rằng, quý vị đừng mượn ý tưởng nếu chưa nghe rõ từng lời, từng câu phân tích của thanh việt. Đôi khi nó lại trở nên ngược tác dụng, thưa quý vị nhé. Quý vị còn nhớ cái buổi ban đầu đó, quý vị? vào tháng 3 năm ngoái khi chị vừa được mời lên xe hoa vào chỗ khách sạn T30 29 cộng 1 thì một thời gian cũng khá dài chị không được gặp bất cứ một luật sư nào khi mà câu chuyện này xảy ra một bị can tạm giam không được gặp luật sư chỉ có một trường hợp duy nhất xảy ra đó là nó mang đến yếu tố an ninh quốc gia. Nhân quý vị. Nó mang đến yếu tố an ninh quốc gia. Tuy nhiên những cái điều đó. Nó đã không xảy ra. Nhân quý vị. Trong cái bản kết luận điều tra của bên cơ quan. Thành phố Hồ Chí Minh. Thì nó lại không có một cái yếu tố an ninh quốc gia ở trong đó. Và nó cũng không có yếu tố liên quan đến lợi ích danh dự nhân phẩm của nhà nước. Nhưng nha quý vị, nó vẫn được kêu với cái án 331. Thì đây là những cái điểm thú vị mà chúng ta cần phải để ý. Hầu như chúng ta thấy tất cả những bài viết và ngay, ngay cả những quý anh chị, nha quý vị, phản biện chị CEO này một thời gian dài. Họ cũng không nêu lên cái điểm khá thú vị này. Thưa quý vị, khi mà chúng ta phân tích câu chuyện, nếu chúng ta cố gắng chỉ dành một vài giây phút để nói lên cái uh, sự ghét bỏ thì vấn đề đó không có quan trọng tuy nhiên chúng ta dùng năng lượng phản biện nhưng lại để tình cảm vào quá nhiều thì uh, kính thưa quý vị cái sự phản biện của chúng ta sẽ có nhiều điểm hỏng khá lớn khi mà chúng ta không dựa vào cái yếu tố khoa học pháp lý toàn bộ các báo chí đều phân tích cái án của chị CEO không có một cái vấn đề nào liên quan đến lợi ích của nhà nước, lợi ích của các cán bộ liên quan. Dù là chị CEO này đã rất là nhiều lần đề cập đến các cá nhân cán bộ và chính quyền phía Nam cũng như là bộ máy nhà nước trong các cái buổi livestream của chị ta trên 200 buổi. Chắc chắn rằng quý vị vẫn còn nhớ dù những buổi livestream đó bây giờ có thể rất khó tìm trên mạng xã hội. Nhưng tất cả chúng ta theo dõi cái drama này đều biết được rằng đã không ít lần chị CEO này đã không những kêu tên nhưng quý vị mà còn kêu nhiều lần với những vị đang làm trong bộ máy nhà nước mà không những vị trí thấp mà còn là một vị trí chủ chốt tại các thành phố lớn. Cũng như chị ta dùng cái câu bộ máy nhà nước và chính quyền phía Nam. Rất là nhiều lần, mỗi lần chị ta đề cập đến Trung ương, thì luôn luôn thòng thêm một câu, đó là chính quyền phía Nam. đôi đây là không phải để chữ. Vì quá mẫu hoạt đóng hoạt thương yêu, chị CEO mà để chữ vào miệng cho chị ta. Đây là những điều mà nó được phát ngôn ra từ cái miệng, từ cái bộ não nhỏ như nho của chị ta, chứ không phải nhỏ như trái nho, nha quý vị. quý vị nghe thân vị phóng sự thì quý vị phải nhớ rằng não nó nhỏ như hạt nho, chứ không phải não nhỏ như trái nho của chị CEO này. thì cái lá gan nó lại gần bằng cái sức nặng của chị ta mà quý vị, thì còn gì trên cơ thể nữa mà có sức nặng? vì vậy đó quý vị, thật là đáng tiếc khi một số các cái nhóm ủng hộ dù không còn nhiều đã mượn cái ý tưởng mà Thanh Việt vừa mới trình bày cho quý vị à, để nằm mơ mượn cái ý tưởng này mà để nằm mơ thì rất là nguy hiểm bởi vì họ chỉ lấy một phần của câu chuyện và họ không biết được cái phần còn lại nó có cái tác dụng như phụ như thế nào lan tỏa cái thông tin rằng chị CEO sẽ được chuyển đổi cái điều vi phạm từ 130, từ 331 sang 155 156. đó là một điều nằm mơ khá lớn khoảng hai điều vật 331 đã được kết luận nhà quý vị sở dĩ hiện nay có cái sự trả hồ sơ 3 lần và nó cũng hơi bị tiếu lâm nhưng quý vị là không bao giờ được phép trả 3 lần nhưng đã có sự trả hồ sơ 3 lần từ viện kiểm sát cái lý do trả đó quý vị không phải là xem lại để có thể đổi từ 331 sang 155, 156 như là những lời đề nghị của các người bị hại. Không phải. Hoàn toàn không phải. Mà để xem xét có nên đưa cái nhân vật tiến sĩ luật trả trời vào cái khung khởi tố hay không? Tại sao vậy quý vị? Tự vì như thế này khi mà đưa cái nhân vật tiến sĩ luật trở trời vào cái khung hình bị khởi tố đó quý vị thì chúng ta gián tiếp đã công nhận sự vi phạm của chị CEO trên mạng xã hội là có tổ chức và một cái tổ chức cũng khá lớn với những cái thành viên có đầy đủ kiến thức về pháp lý một tiến sĩ luật mà quý vị có đầy đủ về pháp lý chứ không phải là các cái trợ lý ẩu ức ẩu ơ mà đã bị khởi tố. Nhưng quý vị nhé, cái vị trí của tiến sĩ luật trợ trời, mặc dù là trợ trời, nhưng nó vẫn cao hơn ba cái trợ lý ẩu ức ẩu ơ kia. Nhưng quý vị, vì vậy, khi mà khởi tố tiến sĩ luật trợ trời đó quý vị, thì nghiễm nhiên, sẽ, nghiễm nhiên, chị CEO sẽ có một cái bản án khá cao vì trực tiếp nó là một cái yếu tố tăng nặng khi cái vi phạm của chị CEO này có tính tổ chức và có đầy đủ các đồng phạm từ những đồng phạm bình thường mượn với cái danh nghĩa là nhân viên à, của công ty chủ nói gì thì mình gật theo cái đó thì điều đó là hoàn toàn sai một số người ủng hộ ngay cả cái vị À, luật sư vừa mới bị treo bằng hành nghề đó quý vị hai năm cũng ầu ơ dí dầu lên trên mạng cho rằng các cái người bị hại đã à, xin lỗi quý vị các cái đồng phạm của chị khang đơn giản là vì họ làm việc cho công ty nên mà khi chủ nói cái gì thì họ phải đồng ý theo cái đó thì đây là một lời nhưng quý vị à, cảng biển để giúp đỡ cho chị CEO đơn vị quá yêu quý vị quá yêu và chúng ta đã thấy được đâu đó trong các cái bài báo đã được phân tích theo hướng này là vì đây là những nhân viên cũ trong công ty nên họ làm theo sự chỉ đạo của người chủ tức là chị CEO nhà ta thì thưa quý vị đó là một sự biện luận rất yếu nên vì sẽ trở lại cái câu chuyện này trong uh, tuần sau vừa rồi thì thanh việt vừa mới trình bày cho quý vị hai câu chuyện hai cái drama nổi tiếng vừa qua từ câu chuyện thanh việt phóng sự có quay xe hay không khi mà gặp cái điều chớ trêu quan hệ cùng hệ thống có thể xảy ra thì quý vị đã nghe rồi làm sao lên xe đâu mà phải quay xe chưa bao giờ lên chuyến xe yêu thương đó Tại vì chỉ lên cái chuyến xe để bảo vệ trên cái vấn đề vụ án 331 có nhiều cái điểm oan ở trong đó. Không phải lên chuyến xe để liều mạng, yêu thương, tình cảm mà không biết lẽ phải, không biết sự đúng đắn. Nếu ở bên trên lũ cụ được chứng minh đầy đủ, nhưng quý vị đầy đủ nhỉ? chứ không phải là ố à ố ơ, nói đại, nói cho sướng cái miệng, về quan hệ cùng hy thống mà có đầy đủ chứng cứ. thì cái điều đó là một điều đáng lên án những quý vị và không có một quốc gia một nền văn hóa nào chấp nhận cái đạo lý đó điều đó là điều dĩ nhiên nhưng cái nào ra cái đó tháng ba một có điểm oan cho dù cái người nhận cái oan đó là cái người mà mình không thích đến đâu thì cái oan vẫn là cái oan từ cái bản án 331 anh cũng trao đổi với quý vị về những cái câu chuyện về cái chuyện mà người bị hại là đến 2 phần 3 là có vấn đề tôn giáo mặc dù loại bỏ hai người bị hại tôn giáo đó đi ra cái bản án 23 năm rưỡi vẫn không thay đổi nếu chúng ta bỏ đi cái yếu tố oan ở trong này nếu chúng ta bỏ đi cái yếu tố oan ở trong này và cộng thêm bỏ hai cái yếu tố người bị hại là tôn giáo thì cái án 23 năm rưỡi vẫn không thay đổi. Vì vậy, người ta mới gọi là người tính không bằng trời tính. Vì tính để luôn cả thêm hai người bị hại nữa. Nhưng không ngờ, nhưng quý vị, để thêm hai người bị hại mang cái tính chất tôn giáo đó vào thì nó lại trở thành một câu chuyện đã được nhân rộng Nha quý vị Và được à, Các cái tổ chức Tự do tôn giáo Của thế giới Của nước ngoài để ý đến Đó là những cái câu chuyện Mà anh Việt gọi rằng Người tính không bằng trời tính Rồi chúng ta đi đến cái câu chuyện Của chị CEO Với cái án 331 Không mang một yếu tố nhà nước Nhà quý vị Tuy nhiên à, Đã có những quý vị vì cái yếu tố đó Đã nằm mơ và hy vọng rằng khoảng 2 điều 331 sẽ được chuyển thành 155, 156. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vì không chính thức trên mặt giấy tờ, người bị hại của chị Khang đã là những cán bộ có tên có tuổi đang giữ những chức vị khá cao trong bộ máy nhà nước. Và đã rất là nhiều lần chị Khang đã lên tiếng À, ảnh hưởng đến cái danh dự của bộ máy nhà nước và chính quyền phía Nam khi nhắc đến Trung Ương. Thanh Việt xin tạm dừng chương trình ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày thứ bảy thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sau. I love you all.